Xin chào 500 anh em nhé. Thì rất nhiều anh em hỏi là thêm cái gì vào để câu rô phi mấy các loại cá nhỏ ấy. Thì ngày mai em cũng đi câu nên là bây giờ em nằm luôn cho các bác xem nhé. Ngày mai là đi câu cái ao bỏ hoang. Mấy anh em thì là rủ đi câu nó toàn cá nhỏ mấy cá rô phi các bạn. Đấy. Thì cái loại này bây giờ cái gia vị thêm vào cái chỗ ủ chua của mình sẽ thay được câu giun quá nhé, không phải đào giun nữa. Từ giờ bác không phải đi đào giun nữa, cái này nó thay được mùi giun luôn. Đấy. Bình thường nhá, em nói bình thường đây đây này, các bạn này. Đây là cái cắm ngô ấy, bình thường các bác rang vàng cái này lên trộn mấy cơm nguội. Mấy này cái cắm gạo ấy, các bác rang vàng lên trộn mấy cơm nguội mà các bác đi đánh ổ ấy là đánh được ngay, nhưng mà các bác câu đơn như vậy là không thể câu được. Câu đơn mấy câu đơn C không thể câu được nhá. Ngày mai thì em đánh lục mấy này cho anh em câu đơn nữa nên là em sẽ giới thiệu các bác cái mồi này. Bây giờ các bác đợi em đi rang vàng này lên nhé. Đấy, rồi em sẽ phối hợp cái nguyên liệu cho các bác xem nha. Giờ đợi em chút nhé. Cám ngô, đây loại cắm ngô rang vàng tới khi thơm. Anh em đào cho tới khi thơm thôi nhé. Hôm nay em phải rang bằng cái loại chảo này, rang bằng loại chảo súng dính nọ nó hỏng mất chảo này. Vợ nó thịt trong mấy ngày liền. Nay chơi bằng chảo thường. Cái nhiệt độ nó cao cái chảo thống dính thì nó hay bị bong bong lớp chảo ấy. Rang loại này là chuẩn nhất đấy bác này. Rồi đấy, bình thường cái gắm ngô rang vàng đi câu đã rất là ngon rồi ấy. Này mà trộn thêm mùi chua nó chuẩn cực kỳ luôn. Đáng là cho nhỏ nửa thôi nhá, nhỏ nửa thì nếu vàng được các bác cho to nửa là nó cháy khét ngay. Rồi, mồi đã rất là thơm. Ngô đã rất là thơm rồi nhá. Mà nên trộn lên nguyên liệu không? Rồi. Thì bây giờ trời nó cũng hơi tối, anh em thông cảm nhé, quay nó không được nét lắm. Nhưng mà anh em xem thì quan trọng là cái công thức là chính thôi. Giờ em phải mang cái đồ ra ngoài nằm ạ. Bởi vì cái mùi kinh nhìn mặt con vợ em kìa. Đấy, bây giờ mang ra ngoài nằm. Mùi không để mùi trong nhà này nó... cái mùi chua nó nồng nặc quá. Rồi anh em ra đợi em nhé, mang cái này đấy. Nằm ngoài này thôi đấy. Thì mang ngoài này trời nó hơi tối nè anh em thông cảm. Đây thì nguyên liệu đây, mùi của chua của em đây đấy, anh em nhìn rõ chưa, đây mùi chua này nhá. Để em lấy cái nét cho nó rõ, vừa em đang để nó mắc định hoa cơ. Đấy, đây mùi chua nhá. Cám thơm và rang. Đặc biệt phải có cái này. Đấy, anh em phải đầu tư thêm khoảng cái quả trứng này, trứng vịt. Đầu tư khoảng 3.000 một quả. 3.000 quả thì thường ổ mồi ngày mai em sẽ bóp nó khoảng 2 quả, mất 6.000. Thì cái này cũng lắm khoảng 3.000. Cái này chắc không tính, nói chung là câu bù bảy câu cho khoảng chưa đến 10.000 mồi, chưa đến 10.000 mồi nhá. Thì anh em nó có một cái bài mồi đó là chuẩn, tức là câu cá rất là hiệu quả. À, để em nói rõ cho em thấy nhất là cái mồi này ấy thì anh em đi câu chỉ câu được nên loại chép rất là to và câu phải yên. Thì phụ thuộc vào cái loại hình anh em đánh nhá. Ví dụ như anh em đánh bằng năng C ấy, mà câu xa đấy mà không muốn cao con phá, đặc biệt là nó con C rất hại cao con phá, sợ nó ăn hết mồi ấy, thì chỉ đánh bằng loại này cao con ít, rất ít khi ăn nên còn chép to ấy. Và cũng có các bác câu đi câu chuyên nghiệp ấy thì có mấy bác thử loại này rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Đấy là các bác đi câu chuyên nghiệp. Còn những các bác nào mà đi câu kiểu tự do ngày cuối tuần chủ nhật ấy mà muốn bài mồi thay run chỉ câu này cá nó bình thường
có nghĩa là câu được cá to, nhưng mà cái thời điểm mà cá to chưa đến thì cá con đã ăn hết mồi rồi ấy. Đấy có nghĩa là va phải cá to cũng rất là thích, nhưng mà chỉ sợ là cá to chưa đến thì cái loại cá con nó bâu rồi. Đấy còn anh em mà thích câu gọi là câu nên nhiều cá đấy, loại nào cũng được đấy, thì anh em phải chơi thêm loại này. Đấy những loại nguyên liệu này, nguyên liệu của cuối cùng đấy, những nguyên liệu cuối cùng nhé. Mà em đi đánh cái hồ thiên nhiên thì nó cá nó tầm nhám toàn cá nhỏ này, nhưng mà mai câu vui là chủ yếu này, câu chủ nhật thì sẽ mang sẽ làm loại mồi đi thì sẽ test trực tiếp cho anh em xem. Bởi ngày mai em sẽ ra video trực tiếp. Em đã hứa là chủ nhật sẽ đi câu hồ dịch vụ, nhưng mà trong bài thứ hai em đã xin nghỉ phép một ngày, thứ hai em sẽ đi đánh dịch vụ, đánh bằng mồi này thôi nhé bác nhé, không đánh bằng cái loại kia, sợ đánh ổ sợ cá con nó quấy, em chỉ đánh bằng loại mồi này thôi để lên hàng cho anh em xem. Đấy bây giờ là phối trộn các nguyên liệu để cho anh em ngày mai đi câu lên cái loại cặc ngại não được, để mồi siêu nhạy luôn, cái đa phát là cá cắn kẻ cá con hay cá to đấy rất là nhạy luôn. Em đánh lục em rất là sợ cá con nên là ít khi em cho cái phối trộn cái loại mồi lắm, em chỉ chơi loại này để săn hàng cá to. Còn bây giờ ngày mai ấy thì chơi loại cá con. Bây giờ làm cho em xem nhé, mồi ổ chua, đây cũng là mồi ổ chua em vừa mới bỏ thêm một quả nữa đấy. Đó, bóc mồi ổ chua cho đây, mồi ổ chua á này anh em, ủ nó nhiều anh em bảo ủ nó không được dẻo đấy thì anh em nó bị ướt ấy, anh em cứ cho cắm gà ấy. Cắm gà không này bóp đều cái tí thì anh cắm gà nở ra ấy thì mồi tự nhiên nó sẽ dẻo ngay nhá. Mồi của em giờ đang rất là dẻo rồi đấy. Nhiều bác ủ không biết này không được như thế này, không biết các bác để không khí vào hay không đấy, mồi nó phải dẻo này mới được nhá. Còn không dẻo các bác yên tâm, kẻ nó nước các bác chỉ cần cho cắm gà cái tiện mồi nó dẻo ngay đấy. Em hướng dẫn các bác phối trộn nguyên liệu nhé. Thì khoảng một quả rưỡi như này, một quả rưỡi như này các bác nhìn ước lượng cả. Cái này chỉ cần ước lượng này chứ không cần chuẩn đâu, bài mồi đánh này nó rất là hiệu quả, nó không cần chuẩn đâu này đấy. Đấy hai quả này, cái này một ổ to đấy, cái này bon bằng xe đã nào phê lắm mày, cái này ném toàn chép to này. Mấy anh em ở trong miền Nam câu chuyên nghiệp mà đánh năng xe nên chép mình cảm ơn rối rít, nó rất là vui nhá, tạo được bài một cho em đánh rất là vui. Bây giờ nhá, khoảng như này em ước lượng như này nó khoảng hai quả mồi chắc nó hai quả mồi như bác ước lượng hai quả nói nó khoảng là 400-500 gram cho khoảng 200 gram cái bột ngô mình đã nấu vàng thơm và trộn với nhau. Đấy. Đã nấu thơm cho nhau ui ấy ai nóng thơm lắm ạ. Cái bột ngô này mà cho đi đánh thổ phi thì quên chết đi, đạp xuống này. Thôi rồi đấy, anh em trộn với nhau nhé, trộn kỹ nha, bọc đều rồi đấy. Hai quả trứng vịt cho đây, hai quả trứng vịt đấy, anh em thông cảm là trời tối rồi quay nó không được nét lắm, bởi vì cũng làm cái video nó vội đấy, anh em định sáng ngày mai em làm thì em quay cho nhưng mọi người xem để mọi người đi câu luôn, nhưng mà nếu mà ngày mai em làm thì nó này không kịp. Để anh em ngày mai chắc chắn sẽ có người vác mồi kia đi câu ngay rồi nên sẽ không kịp, nên em phải làm vội ra video trực tiếp cho anh em để anh em có thể sáng mai dậy làm sớm xong rồi đi câu luôn để trực tiếp. Còn nếu mà anh em nào thấy vội quá ấy, thì buổi trưa anh em đi câu về trong buổi chiều thêm cái gia vị cho em nhé. Đấy thì cá con nên đều con bè nó rất là nhạy, đa phần là cá cắn ngay rồi rất là nhạy nhá, siêu nhạy. Em thì có hai cái, nó nhạy quá thì nó có cái nhược điểm, nó nhạy quá sợ va phải cá con và câu lục thì anh em biết đấy, cá con nó vào phá ổ này rất là bực mình. Trứng vịt này anh em cần cho vào nó tanh như run ấy, thay run luôn, không cần mình đào run đâu, đào run vất vả lắm. Giờ trời ở miền Bắc bây giờ nó xe lại đất nó khô hết này, không có run đâu. Anh em bóp cái loại này vào này nó tanh tanh mà vừa tanh vừa thơm này.
nói nhiều thì em ấy, mà mai để em đi test cho anh em xem trực tiếp câu hồ thiên nhiên này, nó chuẩn bài luôn cho anh em xem mà em dập lục cho nó phê như nào nhá. Bởi cái ao đấy nọ em cũng lên một lần rồi, hôm ấy lên thì toàn cá con thôi, em chơi cái mồi kia đây, mồi không nhà cá con ấy ít tỉa nhá. Mai em chơi nọ lên cho anh em thấy bóp đều nhá. Mỗi này chuẩn bài luôn, loại đồ vì con mấy loại ấy nhỉ, à ngay lập tức không chạy rồi. Đấy là cái công thức cuối cùng, một cái bài mồi cuối cùng em muốn chia sẻ lên cho các bác. Các bác nhớ nhé, nó phụ thuộc vào cái loại các bác, cái loại lưỡi các bác câu, nó câu đơn cần mồi dẻo, cô năng C cần mồi dẻo thì các bác mồi cứ nhão, các bác cứ cho hình cắm gà và tự khắc mồi sẽ dẻo, không cần cho cơm nguội. Còn bác nào cho cơm nguội bóp nó dẻo cũng được, nhưng mà nó hơi mất thời gian bởi vì phải giã nó nhuyễn ra mà. Còn đâu nếu mà cắm gà cho vào một cái thì tiện cắm gà nó nở ra ấy, nó sẽ mồi dẻo ngay, còn đâu nó hút được cái độ ẩm của cái mủ chua của mình. Còn cái bác nào mà chưa chưa xem cái đoạn nằm ngủ chua thì em có để link ở bên dưới nhé, link hướng dẫn chi tiết. Đấy, bác vào xem để làm theo thì nó ra cái quả bài mồi cuối cùng như thế này. Đấy, mồi có hương tanh tanh, tanh tanh Tô Phi thích ăn này, thơm là Tô Phi thích ăn này, chua thì chắc thích ăn này. Cái loại này gần như là bài mồi tổng hợp rồi đấy, cá nào vào phải cứ hết, không chật đi đâu cả, kể cả gà chim, nhiều bác bảo gà chim hay cá mẻ cái loại này dính hết, đã có trứng vào thì cái loại chim ấy của phi cứ lên xoành xoạch, chua thì chép mới chấm này, quên quên sầu đi. Đấy, mồi như thế này là đạt này. Đấy, hóa như em câu nục này rất là đạt, rất là dẻo nhá. Đấy, nên cho em xem mồi rất là dẻo này. Yeah. Còn để mà dẻo hơn mà có thể bóp bóp thật lấy đơn như này nhỉ, như này nó đơn cũng chưa được đạt lắm đâu đấy, mà dẻo hơn bóp nó đơn cho thêm cám gà đấy, cứ cho thêm cám gà mồi khắc sẽ dẻo. Đến đây chúc anh em thành công, ngày mai anh em đón xem cái video em ra trực tiếp, nhanh nhất là tối mai đi câu trực tiếp anh em xem, và ngày kia sẽ ra video đánh hồ dịch vụ cho anh em xem nhé. Chúc em thành công, mai có nhiều anh em sẽ đi test thử bài mồi lắm nhé. Chúc em lên nhiều cá, những em nào lên nhiều cá thì cứ comment bên dưới em, các bác comment cái lời câu lên nhiều cá thì em cảm thấy rất là vui, có động lực làm thêm nhiều video cho anh em xem nhé. Xin chào, hẹn gặp lại ngày mai nhé.